Xin chào tất cả quý vị. Hiện tại thì mình đang có mặt tại khu dân cư Hiền Hữu Đông Đúc, khu phố Long Khánh 1, phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai nha anh chị nhé. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho anh chị một cái căn nhà hoàn thiện chủ ở, nhưng mà do chuyển công tác thì bây giờ chủ muốn chuyển nhượng lại cho những anh chị nào có nhu cầu. Căn nhà này thì tọa lạc tại khu phố Long Khánh 1, phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, ngay dọc 47 sau công ty Hoa Sung, đối diện là khu công nghiệp dọc 47 và khu công nghiệp Tam Phước anh chị nha. Với diện tích là mặt tiền trước là 4m1, mặt tiền sau nở hầu là 4,5, dài 32m. Thì căn nhà này thì được chủ nhân xây để ở, nhưng do nhu cầu chuyển công tác nên hôm nay chủ nhân căn nhà này muốn nhường lại cho một khách hàng nào có nhu cầu. Đó thì chúng ta cùng di chuyển vào trong căn nhà để xem căn nhà này như thế nào nhé. Thì bước vào căn nhà thì chúng ta sẽ bắt gặp ngay một cổng. Thì cổng này thì được bảo vệ với hai lớp cửa anh chị này. Đó, đây là một lớp cửa bằng cửa cuốn và một lớp cửa là bằng cửa cánh anh chị ha. Đó, chúng ta có thể là bấm lên xuống để đảm bảo an ninh tuyệt đối. Đấy. Ở đây thì khu phố dân cư đông đúc anh chị. Đấy. Có một cái tiệm tạp hóa đấy lớn, mới em hay gọi là mini ha. Rồi, cùng di chuyển vào trong thì chúng ta xem cái căn nhà như thế nào ha. Về công năng của căn nhà này thì căn nhà này có công năng là một sân xe máy, một phòng khách, hai phòng ngủ với anh chị ha, phòng toilet vệ sinh đầy đủ đó. Thì căn nhà này thì cửa thì bằng cửa gỗ Nam Phi anh chị. Đó, rất là đẹp. Trần này thì trần bằng trần thông ha. Tại sao lại có một căn nhà có trần đẹp thế này thì chủ nhân này là một ông chủ tờ về chuyên mộc đồ gỗ anh chị, nên được trang trí những cái đồ trong nhà rất là đẹp. Đó, đây là toàn bộ gỗ là bằng thông hết anh chị. Đó, rất đẹp anh chị ha. Đó. Rồi, phòng khách rộng rãi anh chị. Đó. Rất đẹp luôn. Rồi. Tiếp theo chúng ta cùng di chuyển vào thăm cái căn phòng ngủ thứ nhất, cũng rất là rộng rãi anh chị. Đó, ở đây thì được ốp rất là cao, sạch sẽ ha. Đó, căn này phòng ngủ thứ nhất có hai phòng ngủ đây. Thì tất cả là phòng ngủ là làm bằng cửa này là cửa cam. Đồ cam hóa vàng anh chị nhé. Rất là chắc chắn, còn tốt hơn tất cả các loại gỗ Việt Nam luôn. Rất đẹp anh chị. Phòng ngủ thứ hai ở đây thì hôm nay đang có ở trong phòng bên mình luôn. Thì bản phòng như phòng này rất là dài. Rồi, phía sau này là phòng hai phòng tắm nha anh chị nhé, một phòng tắm với một phòng toilet. Ngoài ra thì căn nhà này còn có một cái quỹ đất phía sau này nữa. Thì chủ nhân thì như lúc nãy em có giới thiệu thì chủ nhân là ông chủ làm thờ bên nhà mộc. Mình cũng đi lại một vòng anh chị nhé, phòng bếp đây. Đó, ốp thì rất cao, ốp hai bên rất cao. Đấy, anh chị cũng có thể nhìn thấy được ốp hai bên rất cao. Rất cao anh chị. Đấy, mình có thể là nhìn lại một căn phòng bếp đẹp, ấm cúng của gia đình mình tí nữa không. Rồi, chúng ta cùng di chuyển ra phòng khách anh chị ha. Đó, thì căn nhà này thì sổ riêng anh chị nhé, sổ riêng chưa thổ thì hiện tại chủ nhân đang làm sổ. Thì khoảng tầm khoảng 30 ngày nữa là sổ sẽ về. Đó, thì nếu như anh chị bây giờ có nhu cầu thì mình có thể đặt cọc trước rồi làm thỏa thuận với chủ á, thì khi nào sổ về mình công chứng anh chị. Ồ, đẹp quá trời. Trần gỗ thông. Cửa thì bằng cửa gỗ gõ Nam Phi anh chị. Đấy. Rất đẹp luôn. Mình có thể rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh chị nha. Và em xin sơ lược lại video một xíu là diện tích này là phía trước 4m1, phía sau 4m5 và chiều dài là 32m, có nở hậu phía sau nên tổng diện tích là 170m2. Tọa lạc ngay khu phố Long Khánh 1, phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai anh chị nhé. Anh chị nào mà quan tâm thì để lại số điện thoại hoặc là gọi cho em số điện thoại trên màn hình anh chị ha. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại anh chị nhé.